Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin giới thiệu các anh chị và các bạn toàn cảnh về đêm của khu đô thị Vinhome Grand Park, thành phố Thủ Đức, thuộc địa phận trải dài hai phường Long Thạnh Mỹ và phường Long Bình. Khu Rainbow trước mặt chúng ta gồm có 17 tòa đã đưa vào sử dụng hơn một năm nay. Và đặc biệt là khu Rainbow với 17 tòa tọa lạc ở địa bàn của phường Long Thạnh Mỹ. Những phân khu khác sẽ tọa lạc ở phường Long Bình. Thì giờ lại các chị các bạn thấy là mật độ cư dân về ở đã rất là đông. Dựa vào những cái ánh sáng đèn của những ô cửa thì chúng ta sẽ biết được số lượng cư dân đã về đây đông như thế nào. Trước mặt đó là phân khu bên S5, tòa S501 với hình chữ Z độc nhất. Đó là tòa có hình chữ Z duy nhất của trong 17 tòa của phân khu Rainbow. Phía xa xa kia đó chính là khu Origami đang xây dựng, và tất cả các phân khu S6, S7, S8, S9 đều đã cất nóc, và S10 thì chuẩn bị cất nóc những cái tòa. Hiện chúng ta đang có rổ hàng lầu 2 của các tòa từ S5, S6 cho tới S10. Công viên cầu vòng mà được tọa lạc ở giữa phân khu S5 và S6. Và trước mặt đó là cái trục đường chính nối ra đường Nguyễn Xiển. Thì đây là cái trục đường mà chúng ta sẽ đi từ đường Nguyễn Xiển vào khu đô thị Vinhome Grand Park, đặc biệt là giữa phân khu Origami và phân khu Rainbow. Sau này phân khu Rainbow chúng ta sẽ có một cái lối vào khác ở đường Phước Thiện, sẽ dễ dàng vận di chuyển hơn cho các anh chị và các bạn. Đây là bên phân khu S3. Các anh chị thấy là những cư dân của phân khu S2 và S1 cư dân về ở đông nhất. Hiện Khoa đang nhận ký gửi cho thuê chuyển nhượng phân khu Rainbow. Các anh chị có nhu cầu ký gửi cho thuê thì chuyển nhượng hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên màn hình. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram. Đây chúng ta quay bay trở vào từ cái trục đường Nguyễn Xiển đi vào trung tâm. Từ ra xa những ánh đèn đó là phân khu Master Ride Center Point đang xây dựng. Đây là công viên hồ bơi nằm giữa phân khu S2 và S3. Đây là phân hồ bơi lớn nhất của khu Rainbow. Và đây chúng ta sẽ bay qua khu Master Ride Center Point. Thì Master Ride Center Point với chủ đầu tư là Master Ride Home đã bán 2 đợt cho các cư dân. Trước mắt đó chúng ta đó chính là khu Garden Nha. Kế tiếp là khu Rivera. Thì Rivera được xây dựng nhanh hơn so với khu Garden Nha. Thì theo Khoa thấy là đã chủ đầu tư vừa xây dựng phần móng hầm, cùng với đó là việc lên tầng. Thì việc hầm móng đã sắp xong và phần tầng bên trên đã chuẩn bị xây tầng 3 và tầng 4. Và chúng ta bay ngược trở lại khu Rivera, và đó là khu Garden nha.
Masterize Central Point có vị trí khá là đẹp, bao quanh, bao bọc vào nguyên khu công viên ánh sáng và view trực diện ra sông Đồng Nai. Trước mặt của chúng ta khu đất trống tối đó chính là khu Vincom Megamall, và tiếp đó là khu đẹp nhất toàn khu Vinhome Grand Park của chúng ta đang nhận booking và sẽ chuẩn bị mở bán khoảng 1-2 tháng tới. Đây là cái dòng sản phẩm duy nhất theo cái phân khúc Diamond, sẽ có sảnh lễ tân cho từng lốc, cùng với đó là có những cái khu để chúng ta đặt tiệc và những khu cigarette. Thì đây là cái dòng sản phẩm Diamond duy nhất của khu Vinhome Grand Park của chúng ta đó các anh chị. Hiện đang nhận booking 50 triệu cho mỗi booking. Khu Beverly của chúng ta đó thuộc phân khu 4 và đây là cái vị trí đẹp nhất của toàn khu Vinhome Grand Park, liền kề Vincom Megamall và trực diện công viên ánh sáng, cùng với đó là view sông trực tiếp ra phía sông Đồng Nai, cùng với đó sẽ view trực tiếp qua bên kia khu đô thị Aqua City của Novaland. Phân khu 4 The Beverly với các căn hộ hạng sang, có sảnh lễ tân cho mỗi tòa nhà. Chị thấy liền kề khu Olympic, khu thể dục thể thao. Đây là khu thể dục thể thao lớn nhất của Vinhome. Chỉ vài bước chân thì chúng ta đi bộ qua bên kia đường là sẽ có tất cả các máy tập thể dục thể thao, và liền kề với khu Vincom Megacomore. Khu Vincom đây là lớn nhất của khu vực miền Nam nha các anh chị. Còn đây trước mặt là trục chữ Y của khu nhà phố thấp tầng Shophouse, The Manhattan. Và chúng ta chạy dọc theo đại lộ ánh sáng, khu tối đó sẽ có những cái trường liên cấp Vinschool, bệnh viện Vinmed, khu vui chơi. Chúng ta quay ngược trở lại qua khu của Masterize Center Point, đó là khu Garden nha. Tổng khu đô thị Vinhome Grand Park của chúng ta có tổng cộng là 71 tòa với diện tích là 271 hecta. Đó là khu Manhattan. Khu Manhattan được bàn giao nhà cách nay khoảng hơn nửa năm các anh chị. Còn đây là phân khu Manhattan Glory, kề cận với sông Tắc và có bến du thuyền độc nhất của khu đô thị của chúng ta. Đây là trục đường kết nối toàn khu giữa nhà phố thấp tầng Manhattan và Manhattan Glory, đại lộ ánh sáng. Hiện chỉ còn khoảng vài căn của nhà phố thấp tầng, các anh chị có thể liên hệ với Khoa qua số rõ bên trên màn hình. Rải rác các khu đô thị của chúng ta sẽ có 4 trung tâm thương mại. Ngoài Vincom Megamall, chúng ta sẽ có những trung tâm thương mại khác. Ngoài công viên ánh sáng, công viên 36 hecta, thì chúng ta vẫn còn có những cái công viên chủ đề khác. Đây đến chị thấy là khu Beverly. Khu Beverly vị trí đắc địa nhất của khu đô thị Vinhome Grand Park. Trung tâm thương mại Vincom Megamall. Và phân khu 3. Phía tối đó là phân khu 3, cùng giải với Masterize Center Point.
Đây là phân khu origami đó các anh chị. Anh chị thấy là phân khu origami 21 tòa chung cư hầu như đã cất nắp hết, chỉ còn khu S10 là vẫn còn dang dở. S10 sẽ được cất nắp trong khoảng thời gian ngắn sớm. Các tòa nhà với chiều cao thấp hơn từ 20-21 tầng, 26 tầng cho tới 30 và 33 tầng. Và đây là view về phía trung tâm thành phố các anh chị. Chúng ta xa xa chúng ta thấy được cái tòa nhà Landmark 81. Tới đây thì Khoa xin tạm ngưng video clip. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo. Các anh chị có nhu cầu ký gửi cho thuê chuyển nhượng Origami, Rainbow, Manhattan, Manhattan Gallery, và nếu mà có nhu cầu booking về phân khu The Beverly, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655. Khoa sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram. Xin chào và hẹn gặp lại.